Chào mừng các bạn đến với hành trình yoga 90 ngày vì sức khỏe của người Việt. Bài của ngày tiếp theo Kim Toàn đã chia sẻ với các bạn cái cách, tất cả các cái cách nhá, mà đơn giản, tìm ra cái cách đơn giản nhất để có thể làm sao xử lý được hoàn toàn khỏi hoàn toàn các bệnh, nâng cấp được toàn bộ sức khỏe sinh sản sinh lý của mình lên. Rồi sau đây mời các bạn tập cùng với Kim Toàn, xoay tay bên trái trước. Cố gắng làm sao khởi động càng kỹ càng tốt nhé. Đổi bên. Bài của ngày hôm nay Kim Toàn sẽ nói rất nhiều về cái chế độ ăn của nữ giới, đặc biệt là đạm. Và cái lý do của đạm, tại sao chúng ta lại phải ăn. Thôi xoay cổ. Kim Toàn sẽ nhấn mạnh rất là nhiều vào nữ giới ở cái độ tuổi, đang cái độ tuổi lao động và mới lập gia đình trong khoảng 10-15 năm đầu nhé. Đổi bên. Nghiêng hai bên. Cúi trước sau. Thôi, vung tay. Vung lên. Thôi văng ngang. Thôi bớt rộng hai chân. Thôi xoay hông. Đổi bên. Thôi, xoay gối, xoay vào trong. Đỏ ra. Chùm hai chân. Đổi bên. Thôi, căng cơ. Ở cái độ tuổi mà các bạn có vấn đề về sức khỏe sinh sản ấy, thì rất tiếc là ở độ tuổi đó chúng ta có không, hầu như không có cái kiến thức nền để chăm sóc sức khỏe của mình. Hầu hết những người nữ giới mà thực sự có kiến thức để chăm sóc sức khỏe của mình ấy, đặc biệt là chỗ địa độ dinh dưỡng ấy, thì đúng là xã hội này bây giờ là thuộc số hiếm, thậm chí là rất hiếm. Nghiêng trái, chỉ có cái những người mà họ tập gym từ nhỏ hoặc chơi thể dục thể thao từ nhỏ thì cái trường hợp đấy không nhiều nhá. Thực ra các bạn có thể nhìn thấy ngay cái vẻ bề ngoài của họ, cái năng lượng nó rất là khác người bình thường đúng không? Đổi bên, form dáng body gần như là khác người hoàn toàn. Người bình thường đấy, có thể nói là hoàn toàn khác biệt luôn. Xoay trái. Một phần vì họ không chỉ tập luyện thường xuyên, mà các cái kiến thức về chăm sóc sức khỏe, sinh dưỡng của họ đấy, nó rất là đặc biệt. Thậm chí còn đặc biệt đến cái trường hợp gần như là cá biệt. Đổi bên. Giả thiết như gần cái chu kỳ họ tập thi đấu siết cơ hay làm gì đó, thì họ sẽ biết cách siết cơ nhé. Cần cái gì ăn tăng, cần cái gì ăn giảm đúng không? Đẩy lên. Còn hầu hết nữ giới Việt Nam chúng ta là gần như không biết cái gì về dinh dưỡng cả. Bố mẹ ăn cái gì thì mình ăn cái đó, bố mẹ nấu cái gì thì mình nấu cái đó. Ai đó mà tinh tế mà thích yêu gia đình ấy, thích chăm sóc gia đình, thích nấu nướng ấy, thì kiệt xuất hơn một chút. Đàn tay vườn, biết nấu nhiều món hơn đúng không? Hoặc là may mắn thì có gia đình khá giả, được đi ăn nhiều nơi, khắp nơi. Thành ra chúng ta làm sao? Biết nấu những món ngon. Nhưng không phải là chúng ta biết, chúng ta nấu thường xuyên mà chúng ta nấu ngon đâu nhá. Rất nhiều người họ sẽ đi ăn nhiều, thành ra họ biết nấu. Rồi cầm vai. Đây là thực tế nhá.
Và hầu hết những cái nhóm người mà không biết nấu ăn ngon, hoặc là nấu ăn đơn giản thôi đấy, cứ nghĩ là mình ăn ngon vì mình chỉ ăn được quanh cái khu vực mình sống thôi, chứ rất ít mình được di chuyển khắp nơi ăn được nhiều món ngon vật lạ khác nhau đúng không? Đổi bên, thành ra cái tầm nhìn, cái góc nhìn của mình nó ở cái khía cạnh riêng của mình thôi. Nó giống như buổi trước Kim Toàn chia sẻ đó, chúng ta đứng ở cái góc nhìn khác nhau, cái quan điểm khác nhau và cái vị trí khác nhau, gọi là điểm quan sát khác nhau đấy, thì chúng ta vẫn nhìn một vấn đề đó thôi, nhưng nó sẽ có nhiều màu sắc, nhiều hình dáng khác nhau. Thôi lên, thành ra chúng ta có cái kết quả khác nhau. Và cụ thể là hầu hết luôn nhá, phụ nữ bị sa tử cung chiếm đến 80-90%. Tuy nhiên nó không thở thành cái tên của bệnh. Theo thống kê của các cái tổ chức y tế thì thường có tầm 10-15% phụ nữ Việt Nam là bị bệnh sa tử cung. Có nghĩa là có tên thành bệnh rồi. Ở cái trường hợp đó là các bạn đã sa ra ngoài, hẳn ngoài cửa mình rồi. Còn bình thường sa xuống một vài cm thì hầu hết chúng ta đều không biết, thậm chí không biết gì cả, ngay cả khi còn trẻ hoặc là khi đã sinh nở nhá. Và chỉ có thể phát hiện được ở bên ngoài bằng cách là cái bụng dưới của mình nó có to dần theo thời gian ấy, mà mình không làm cách nào có thể xử lý được đâu. Rồi, nghiêng trái. Xa già con, xa đi, xa trực tràng, xa bàng quang, xa toàn bộ buồng trứng và tử cung của mình xuống phía dưới. Và bài ngày hôm nay thì Kim Toàn thì tập trung vào cái cách làm sao ăn và tập nhé. Bài tập thì vẫn như thế này thôi. Đổi bên, tuy nhiên cách ăn thì cực kỳ quan trọng. Để nâng cấp được cái cơ thể của chúng ta, nó đang yếu đuối, nó đang dẹo dã đấy, thì buộc phải ăn. Buộc phải ăn nhé, chứ không phải là phải ăn nữa đâu. Cũng giống như khi chúng ta ốm ấy, chúng ta muốn có sức thì buộc phải ăn thôi. Nếu như mà các bạn không duy trì, không nhìn được cái tầm quan trọng của cái việc mà sử dụng dinh dưỡng nó quan trọng như thế nào đối với vấn đề của mình ấy, thì thực sự là rất khó có thể xử lý được. Và thực tế trong cuộc sống, Kim Toàn đã hướng dẫn không biết bao nhiêu người mà cần tăng cân hoặc giảm cân, nhưng hầu hết là họ không ý thức được cái việc mình gầy và béo. Thành ra là nói chuyện với họ rất là khó. Nói xong họ cứ rồi họ để đó thôi. Gặp người, chỉ khi nào chúng ta nhìn nhận được vấn đề và ý thức được thì cái gia tốc thay đổi rất là nhanh. Thì cái sự tương tác của Kim Toàn nó gần như là một cái yếu tố cần và đủ thôi. Bình thường thì đa phần nữ giới trước đây đấy, đến cái thời điểm này mà đã có bệnh, mà đã có tên của bệnh luôn rồi đấy, hoặc là đã xa xuống một chút rồi đấy, thì hầu hết là nữ giới ở độ tuổi tầm khoảng 27, 28 cho đến tầm khoảng 45 đổ lại, ôm trái. Còn trên cái độ tuổi đấy rồi thì cũng gần đến cái chu kỳ, gọi hết cái chu kỳ của phụ nữ rồi. Có lẽ thì cũng thôi, cũng chẳng cần chữa làm gì nữa đúng không? Trừ khi nó sầu còn ra ngoài thì mới phải chữa thôi. Còn bình thường nó xuống vài cm, 5-3 cm thì cũng kệ nó đúng không? Hầu hết mọi người cũng chả quan tâm lắm. Thôi đằng nào cũng chả dùng nữa, thôi chả quan tâm đúng không? Đổi bên. Bệnh này không chết được người, nó chỉ làm hỗn loạn cơ thể chúng ta lên một chút thôi. Thứ nhất là làm thay đổi vóc dáng của chúng ta. Thứ hai là toàn bộ cơ quan nội tạng của chúng ta nó không hoạt động được bình thường nữa. Vốn dĩ nó không ở đúng cái vị trí mà nó phải ở. Thành ra nó xa lệch ra khỏi vị trí của nó. Duy trì nhá. Hay các bạn nghe rất là nhiều, xa dạ dày đúng không? Đó, rất nhiều thứ nó xa xuống dần. Theo thời gian cơ mặt của chúng ta chảy xuống, bụng nó cũng chảy xuống, mông nó cũng chảy xuống, tay nó cũng chảy xuống, cơ mặt cũng chảy xuống, cổ cũng chảy xuống nữa. Thậm chí mí mắt của chúng ta còn bị sụp xuống. Thì chả lý do gì. Hơi đè không? Toàn bộ các cơ quan nội tạng của chúng ta ở bên phía trong nó cũng chảy, nó rớt xuống. Và để nâng cấp sức khỏe một cách toàn diện ấy, thì cần phải có một cái huấn luyện viên thực sự là quan tâm cá biệt với riêng mình. Mình có nhu cầu gì mình phải nói rõ được ra. Thì Kim Toàn có rất nhiều các chuỗi bài tập khác nhau, tập trung vào từng nhu cầu của những nhóm người khác nhau nhé. Đổi bên. Bài tập của buổi ngày hôm trước đấy, các bạn có thể tập đi tập lại nhiều lần, hoặc có thể kết hợp với những bài tập khác. Nhưng các bạn lưu ý với Kim Toàn là đừng có test kiểm tra vội, và cũng đừng đo lường vội. Có nghĩa là chúng ta phải tập được ít nhất một tuần trở lên, sau đó hãy đo lường nhé, tránh cái trường hợp là nó kiệt lực. Thôi đẹp rồi. Căng chắc chặt chẽ. Căng chắc. Đúng rồi.
Tôi. Thôi sọc sọc. Căng chắc chặt chẽ. Đổi bên. Căng chắc chặt chẽ. Thôi vặn người. Tất cả các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản của nữ, sức khỏe sinh lý của nữ đều được phát hiện sớm từ cái tử cung của các bạn. Chỉ có điều là chúng ta không kiến thức, thành ra chúng ta rất là khó nhận biết. Ví dụ như thế này, bây giờ ở cái thời kỳ mà các bạn sức khỏe của chúng ta cảm thấy hoàng kim nhất, chúng ta sẽ đi kiểm tra tất cả các vấn đề, đúng không? Và chúng ta lưu ý ghi chép nó lại, lưu ý ghi chép nó lại. Sau khi khoảng vài năm chúng ta sử dụng khấu hao cơ thể của mình đi, thì chúng ta đo lường thấy cơ thể của mình nó xuống cấp đến đâu, ra làm sao. Từ đó chúng ta mới có cái nhìn nhận rằng là nó nên hay xuống. Đổi bên. Có rất nhiều người đấy là họ có cái ý thức tập luyện ăn uống. Tuy nhiên ấy, có rất nhiều người đúng là sau khi các cụ có câu là gái một con trong mòn con mắt, đúng không? Có nghĩa là cơ thể và sức khỏe có thay đổi tốt hơn, đẹp hơn, xinh hơn. Và thực tế đúng là chứng minh như vậy. Phần vì nhá, phần chính là vì như thế này này. Trước đây chúng ta chưa có chồng con thì chúng ta ăn uống linh tinh, lung tung, không quan trọng. Thậm chí lao động và làm việc cũng không nhiều. Thành ra cơ thể của chúng ta trông nó cứ hời hợt ấy. Còn khi chúng ta có gia đình rồi thì có nhiều cái công việc, cái khối lượng công việc nó nhiều hơn bình thường một chút. Thì trong cái quá trình đó cơ thể chúng ta bắt đầu vận động và di chuyển, thì tự động nó sẽ phát sinh ra những cái nhóm cơ khác. Thành ra nhìn cơ thể của chúng ta trông nó sinh động hơn, đúng không? Trừ cái trường hợp sinh quá nhiều con, mệt mỏi quá thì lại suy kiệt cơ thể. Thôi đẩy tay sang hai bên. Thì có nghĩa là trong cái quá trình đó chúng ta vận động, chúng ta làm việc, chúng ta lao động, thậm chí là tập luyện, cơ thể của chúng ta thay đổi theo cái hướng tích cực. Chứ không phải là các bạn sinh nở xong rồi máu huyết nó lưu thông mà cơ thể nó đẹp lên đấy nhá. Cái điều đấy là không có, nó rất là phi lý. Các cụ hay nói như vậy và các cụ giải thích theo kiểu giống như là đơn giản theo kiểu như là mộc mạc thôi. Còn về khoa học họ không thể giải thích như vậy. Cũng giống như về khía vận động giáo dục thể chất dinh dưỡng thì Kim Toàn giải thích là chính xác theo cái khía cạnh của vận động giáo dục thể chất nhé. Nhầm dây. Ngay cả những người họ chưa sinh nở gì đấy mà họ tập luyện, họ cũng xuất sắc hơn những người không tập luyện gì cả mà chưa sinh nở. Ví dụ như tay chân của họ là rất là khẳng khiu đó, hông nở, mông cong, bụng nhỏ, tay vai đầy đủ, không bị dày, không bị gù, không bị sao cả. Tóm lại là khá nhiều thứ hơn người bình thường rất là nhiều. Đổi bên. Nhưng cái đổi bên. Thôi. Rồi, sau đây mời các bạn vào bài tập nhé. Mỗi một bài tập sẽ có một động tác và mỗi một động tác sẽ tác dụng vào một nhóm cơ.
Và ngày hôm nay Kim Toàn đã chia sẻ với các bạn một chuỗi động tác khác. Nào, chúng ta cũng sẽ để tay thật xa về sau. Hai chân co gần như sát vào mông, cách mông mình khoảng tầm 20cm thôi. Xòe rộng hai bàn tay nhá. Cách làm vô cùng đơn giản này. Các bạn hít vào thì đẩy lên, đẩy cái hông của mình lên. Nhưng nhá, cái khớp vai của chúng ta thì chúng ta thả lỏng ra để nó sụt, thì các bạn nhìn thấy không ạ? Thay vì chúng ta nâng khớp vai thì chúng ta để sụt khớp vai xuống. Tuy nhiên đừng có gù lưng nhá. Chúng ta không gù lưng này. Chúng ta cố gắng nhá, tập trung sức vào cái cơ mông, cái mông của chúng ta nhá. Rồi các bạn có thấy tức tức ở mông không? Rồi, tức tức ở mông không? Các bạn có cảm giác như hai dồn cái hai cơ mông vào trong. Dồn hai cái cơ mông của mình vào trong nhá. Có thể ngửa cái đầu cho nó thoải mái. Thế nó rất là tức là chối ở cái đáy cơ mông của mình. Đúng không? Tuy nhiên đừng dùng quá nhiều sức nhá. Dùng quá nhiều sức thì chúng ta sẽ làm sao? Không đủ sức giữ đủ thời gian. Động tác này chúng ta sẽ lặp đi lặp lại khá là nhiều lần. Chính vì vậy là phải giữ đủ thời gian. Mỗi một lần khoảng 45 giây nhá. Trong trường hợp ấy mà các bạn không đủ sức giữ được hết 45 giây thì chúng ta có thể thả lỏng ra một chút. Và gần đến cuối giờ chúng ta đẩy căng lên một chút. Giữ căng khoảng tầm 15-20 giây. Nâng cao lên. Thế rất là dối. Rất là chối, rất là tức. Đừng quan trọng cái việc là dùng cái gì đẩy lên, mà cần tập trung siết mông lại đẩy lên. Tập trung vào cơ mông. Siết mông đẩy lên. Rất là nhón không? Buổi trước ai đó mà tập nghiêm túc ấy thì chắc chắn là táo bón rồi đấy. Có nghĩa là nhu động ruột của các bạn tăng lên rất là cao. Và ruột già sẽ hút sạch lại tất cả những nước ở trong phân. Thành ra chúng ta bị táo bón. Thân nhiệt của chúng ta tăng lên mà. Rồi hạ xuống. Rất là dễ đúng không? Tiếp tục này. Nâng hai chân vô góc mặt sàn. Nào nằm xuống này. Tay đan đỡ gáy. Kéo cái đầu của mình lên. Tiếp tục nhá. Ở tư thế động tác này này, các bạn chỉ cần tập trung mỗi vào hậu môn thôi. Hơi nhón cái hậu môn của mình lại một chút. Đừng quan tâm đến việc kéo đầu lên cao bao nhiêu. Đừng quan tâm đến việc nâng chân được bao nhiêu. Ép 5 cái đốt thắt lưng của mình chạm xuống hết sàn. Rồi. Nhón cái hậu môn của mình lại. Cố gắng giữ thật tĩnh nhá. Nhón chúm cái hậu môn của mình lại đấy. Chúm lại. Dùng cảm xúc để làm thôi. Ép 5 đốt thắt lưng chạm xuống sàn. Đúng rồi. Tay đỡ đầu chỉ là đỡ nghĩ đỡ đơn giản thôi. Chứ không có gì phức tạp đâu. Nhón cái hậu môn của mình lại. Nhón hậu môn lại. Siết nhón thít. Đúng rồi. Duy trì nhá. Duy trì. Căng. Chắc. Chặt chẽ. Thít. Nhón. Siết. Chúm cái hậu môn của mình lại nhá. Rồi, từ từ hạ xuống này. Giang hai tay. Nâng chân trái của mình lên. Đổ sang này, úp sấp hông của mình xuống. Đồng thời này, tay trái túm lấy cái cẳng chân phải. Nhưng mà chân trái không chạm sàn nhá. Rồi, thả lỏng toàn thân. Đầu xoay sang tay trái. Tay trái túm cổ chân phải. Các bạn bẻ cong thắt lưng một chút. Rất nhiều nữ giới đấy, cái đoạn võng lưng của các bạn là cái đốt thắt lưng đấy. Nó phải có một cái đường cong nhất định để đẩy cái phần bụng của các bạn về trước một chút xíu, đẩy mông về phía sau một chút xíu. Thì các bạn hình dung là cái việc mà chúng ta bẻ cong cái đốt thắt lưng ở tư thế động tác này đấy, để giúp kích hoạt toàn bộ các cái đốt sống ở vị trí đó, toàn bộ các dây thần kinh điều khiển cái bộ phận sinh dục của các bạn ấy, nó sẽ chạy qua cái đoạn đó. Nếu như cột sống của các bạn mà cứng mà đơ đấy, mà không dao động được đấy, thì tất cả những cái nguồn năng lượng hoặc tất cả những cái tác động trong ngoài vào bộ phận đó các bạn cũng không hề cảm nhận thấy gì. Và bằng chứng chứng minh là có rất nhiều người cái bộ phận sức khỏe, bộ phận sinh dục người ta nó thay đổi một chút xíu thôi, họ đã cảm nhận và họ đã sửa chữa rất là nhanh. Có nghĩa là chỉ cảm nhận một chút xíu thôi, có thể là thay đổi cái mùi là họ đã có thể làm sao xử lý ngay tức khắc rồi. Nhưng có rất nhiều người sống rất là đơn giản, thậm chí là còn trơ đối với cuộc đời cơ,
phần vì họ không có cơ hội sử dụng cái bộ phận sinh dục của mình nhiều ở cái trạng thái tốt hơn chẳng hạn, sạch sẽ hơn. Ví dụ đi công nhân, cán bộ nhân viên đấy, làm ngày mười mấy tiếng cứ ngồi suốt ngày như vậy thì làm sao biết được sức khỏe của mình ra làm sao, đúng không? Về nhà vội vàng tắm rửa cơm ăn cháo thì sức đâu rồi mà còn quan tâm đến cái điều gì nữa. Một tuần được nghỉ 1-2 buổi thì lại đi thăm họ hàng bạn bè nấu nướng ăn hết ngày. Duy trì nhá. Rồi nâng chân của mình lên, hạ xuống, đổi bên nào. Nâng chân phải lên, hạ xuống. Tiếp tục này, co chân trái của mình lại, tay phải túm lấy chân trái, đầu xoay sang tay phải, chân không chạm sàn nhá. Duy trì. Đừng bao giờ các bạn định nghĩa rằng là, hay là định vị rằng là động tác đơn giản, tập nó nhàn mà lại có hiệu quả nhé. Rất nhiều năm làm việc của Kim Toàn ấy, thì Kim Toàn quan sát cực kỳ nhiều những người tập thể hình này, tập gym này, đặc biệt là tập thể dục dụng cụ. Trước đây Kim Toàn là một vận động viên chuyên nghiệp, đã từng chính mắt nhìn tận mắt nhé. Có một bạn ấy mang thai đến tháng thứ 7 mà bạn vẫn san tô, vẫn lộn được bình thường. Thì các bạn hình dung là cơ thể của người ta khỏe mạnh đến mức bất bình thường, đúng không? Mang thai rồi mà vẫn nhào lộn được vèo vèo vèo, vẫn nhảy aerobic rung vào mầm. Trong khi đó một số người có khi nằm đã phải treo chân rồi, không có sức khỏe, yếu đến mức độ như nào ra làm sao, đúng không? Mà bản thân mình có khi còn là những người có chuyên môn rất giỏi trong ngành nữa cơ nhá. Thì các bạn hình dung là cái cơ thể của chúng ta nó xuống cấp rất là tệ. Có thể là do trường hợp bẩm sinh, nhưng hầu hết đều khắc phục được ít nhiều, thậm chí cực kỳ nhiều thông qua vận động giáo dục thể chất. Và thực tế chứng minh rồi, có Paragame đúng không? Các bạn nhìn thấy có những người mà không có chân họ vẫn tập bơi được, không có tay họ vẫn thi đấu được. Thì các bạn hình dung là Paragame, SEA Games, Paragame nhé, chứ không phải là bình thường đâu. Con người cực kỳ là đặc biệt, chỉ cần chúng ta muốn thôi. Rồi nâng chân lên, hạ xuống, tiếp tục này, lặp lại tư thế ban đầu, tay đỡ gáy, rồi hơi kéo lên một chút xíu, tiếp tục đẩy lên. Có thể mỏi quá thì các bạn làm sao hạ hẳn tay xuống, chạm hẳn đầu xuống, tập trung vào mông thôi nhá. Vì đây là động tác của yoga, mà động tác của yoga muốn có tác dụng nhiều nhất đấy. Nó không giống như các cái động tác khác của aerobic hoặc gym hoặc múa, là có nghĩa là lặp đi lặp lại động tác với khối lượng liên tục trong theo tổ. Còn yoga thì cũng lặp theo tổ nhưng vẫn phải giữ đủ cái thời gian. Tại mục tiêu hướng tới của yoga chính là vận hành lại toàn bộ hệ thần kinh và mạch máu của chúng ta là chính. Còn tự động cơ thể sẽ phục hồi, chứ chúng ta không tập trung vào cái việc là tác động, cái lực tác động lên cơ bắp. Làm đến lần thứ hai và tập cả buổi của ngày hôm trước, bây giờ các bạn có cảm giác cái rất là đau, là nhói, là tức ở mặt ngoài mông, đúng không? Lan cả ra mặt ngoài mông rồi đấy. Có nghĩa là cơ mông của chúng ta đang hoạt động được rất là nhiều. Sau khi khoảng tập được khoảng 7-8 ngày nhá, nếu như các bạn là nam giới mà các bạn tập động tác này đấy, thì các bạn sẽ trải nghiệm thấy ngay rằng chúng ta có thể nghỉ rất nhiều cơ. Ví dụ như khi quan hệ tình cảm, chúng ta thích thì chúng ta sử dụng cơ mông. Một lát sau chúng ta thấy cơ mông nó mỏi rồi, bắt đầu chúng ta đổi sang cơ mông bé. Một lát sau chúng ta lại đổi sang cơ đùi. Có nghĩa là một động tác đẩy về phía trước, nhưng chúng ta có thể dùng rất nhiều nhóm cơ khác nhau để cho cơ thể nó nghỉ ngơi. Và cái tình trạng đó này, thực ra đấy không phải là tình trạng, mà đấy chính là cái việc đó đấy, chính là kỹ năng, kỹ xảo của cái quá trình vận động các bạn ứng dụng cái đời sống tình cảm của mình. Lợi ích chắc chắn là vô cùng đấy, sẽ bất ngờ, cực kỳ bất ngờ luôn. Rồi hạ xuống, tiếp tục này. Này, nâng chân của mình lên. Lần này chúng ta không siết hậu môn nữa, mà các bạn có cảm giác nhé, cái cặp quần của mình nó đang dính dưới sàn, đúng không? Chúng ta dướn lên một chút xíu, đúng rồi. Làm sao để cho cái cặp quần của mình nó không chạm sàn, chỉ một chút xíu, nó không cần nhiều, đúng không? Rồi sau khi lên rồi nhé, các bạn hướng sự chú ý vào xung quanh vùng rốn, siết chặt cái rốn của mình lại, không cần làm gì cả. Có rất nhiều người, đặc biệt là nam giới đấy, khi yêu đương không thể duy trì được cái cảm xúc của mình, có nghĩa là mình cảm thấy nó thích thú quá, mình không thể chịu đựng được, chỉ được vài ba phút thôi. Thậm chí là tất cả các thủ tục chỉ rơi vào tầm khoảng 5-7-10 phút nữa cùng. Không phải là do chúng ta yếu đâu, mà là do cái kỹ năng vận động của chúng ta rất là tệ. Và thực tế chứng minh rồi, có rất nhiều người là kỹ năng vận động tinh là không có nhá. Các bạn hình dung cuộc sống nó còn vô vàn những thứ thú vị hơn rất là nhiều, nhiều cực kỳ nhiều lần luôn.
chứ không phải là chỉ có mỗi cái việc là kiếm tiền, miếng cơm manh áo đúng không? Còn rất nhiều cái giá trị mà không thể đong đếm được bằng kinh tế hoặc tiền bạc. Thì đây là một những thứ rất là đặc biệt. Và thực tế chứng minh là có rất nhiều người cực kỳ giỏi ở lĩnh vực này, lĩnh vực khác, nhưng lại thất bại ở lĩnh vực này. Đó. Chuyên bài tập này tác động được cả nam giới và nữ giới. Chủ yếu nó xoay quanh các cái cơ quan sinh dục của mình thôi. Vì là nữ giới phức tạp hơn nam giới rất là nhiều. Chính vì vậy, bài tập của nữ giới Kim Toàn sẽ ưu tiên hàng đầu. Còn bài tập của nam giới thì chỉ cần khoảng 7 buổi thôi. 7 buổi đã hoàn toàn có thể điều khiển được cái mong muốn của mình rồi. Tuy nhiên các bạn phải tập. Nếu như không tập thì chả có điều gì xảy ra đâu. Rồi, từ từ hạ xuống nào. Vòng hai tay qua. Đàn tay kéo siết. Căng, chắc, chặt chẽ. Siết căng nhá. Căng, chắc, chặt chẽ đúng không ạ? Mỗi một bài tập, Kim Toàn sẽ chia sẻ với các bạn một động tác phức tạp nhất và hiệu quả nhất. Bài của ngày hôm nay, Kim Toàn sẽ hướng dẫn các bạn cái tư thế bánh xe. Trong tư thế bánh xe đấy, nó là tư thế hoàng hậu. Tại sao yoga lại gọi là tư thế hoàng hậu? Bởi đơn giản là tất cả năng lượng của nữ giới nhá, đều được truyền tải, được phát triển, được kích hoạt thông qua tư thế bánh xe. Các bạn làm tư thế bánh xe càng tốt bao nhiêu thì các bạn càng mạnh mẽ bấy nhiêu, càng xinh đẹp bấy nhiêu. Thực tế chứng minh điều đó nhá, chứ không phải Kim Toàn nói là để động viên các bạn hay để hút các bạn vào cái quá trình tập luyện như này đâu. Toàn bộ xương, khớp, da, thịt, cơ quan, nội tạng, ngoại tạng đều được kích hoạt thông qua tư thế bánh xe. Rồi từ từ tóm hai bàn chân. Tách. Rất là dễ đúng không? Thả lỏng ra. Đây cũng là một trong tư thế, một trong những tư thế ứng dụng rất nhiều vào cái đời sống tình cảm. Tuy nhiên là Kim Toàn biết rất là nhiều người là: ôi trời ơi, em đau, tánh cái chân ra tí, em đau. Điệu. Điệu, rất nhiều thứ điệu, rất nhiều thứ giúp mình đẹp lên. Nhưng một trong những thứ mà giúp mình xấu đi là cái hành động đó. Không ai người ta biết được rằng là mình đau đâu. Thậm chí là người ta biết thừa là mình trở vờ đau. Mình trở vờ cái để tăng cái sự yếu đuối nữ tính của mình lên mà. Chỉ có thiệt thôi. Tại vì các bạn nghĩ như vậy trong đầu và định vị như vậy trong đầu đấy, cứ động đến là đau đấy. Càng về sau thì các cái cơ đó là càng co lại và nó chai lại. Nó co ở đây không phải là co là săn chắc, mà nó co theo kiểu co chai lại. Nó giống như chúng ta sợ đấy. Chúng ta bấu cái gì mà người nó đau đó, chúng ta chột. Và mỗi lần như vậy thì chúng ta tác động và chúng ta lại giật mình. Và điều gì xảy ra là các bạn biết rồi đấy. Rất nhiều người là cảm giác như là không có năng lượng sinh lý, lãnh cảm với tất cả những cái cảm xúc đó. Vì rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là máu huyết chúng ta không thể di chuyển được tới những cái bộ phận dưới đó. Và mặc định cái hệ thần kinh là nó không đưa năng lượng tới. Nó chỉ giúp cái bộ phận đó duy trì cái cuộc sống thôi, chứ không thể giúp cho cái bộ phận đó nó thăng hoa được. Ví dụ là chỉ dùng cái trách nhiệm của nó chỉ là bài tiết thôi. Còn các cái chức năng khác là không cần thiết, thì tự động nó sẽ cắt dần đi theo thời gian. Và thực tế vẫn liên tục chứng minh cái điều Kim Toàn nói là hoàn toàn có thật chứ. Rồi thu chân lại. Chúng ta sẽ lặp lại lần cuối này. Tiếp tục. Tay đàn đỡ gáy. Đỡ ở dưới gáy nhá. Rồi. Đẩy lên. Lần thứ 3 nhá. Các bạn bắt đầu cảm thấy rằng là mình dễ điều khiển và thấy nhàn hơn rất là nhiều đúng không? Trong trường hợp chúng ta thấy mặt trên cơ đùi của chúng ta rất là buồn, rất tức, rất chối, rất nhói đúng không? Đó. Thậm chí rất nhiều người là còn bị tổn thương cả vào khớp gối cơ. Rồi, đừng cố gắng đẩy cao. Hãy tập trung vào hướng sự chú ý của mình vào đáy mông. Siết cái đáy mông lại. Đừng để cho nó tụt cái hông xuống nhé. Cố gắng đẩy lên rồi đừng để nó tụt xuống. Sau đó chúng ta thả lỏng tất cả các bộ phận còn lại ra. Ví dụ như vai gáy thả lỏng này. Kim Toàn để hướng dẫn các bạn để cái tay ở phía sau gáy là để thả lỏng cái vai cho nó dễ đấy. Thả lỏng cái lưng của chúng ta ra. Thả lỏng khoang bụng của chúng ta ra. Có nghĩa là chúng ta chỉ sử dụng mỗi cơ mông thôi. Thả lỏng cả ngón chân, bàn chân, bắp chân, cổ chân, đầu gối. Thả lỏng cả cơ đùi ra. Chỉ tập trung vào mỗi đáy mông thôi. Thậm chí khi chúng ta tập trung căng quá, chúng ta cảm thấy nó nheo mày đúng không? Đừng có lo nhá. Không được dùng bụng để ưỡn lên nhá. Không cần ưỡn bụng. Chúng ta thậm chí tụt cả bụng nữa.
thả lỏng bụng, tụt cột sống xuống, tụt cái cột sống của mình xuống, đúng không? Duy trì. Nhói, tức, nhói. Đúng rồi, hạ xuống. Rồi, rất là tuyệt vời. Tiếp tục này. Nâng cái chân trái, gác lên chân phải. Wow, nâng chân phải lên. Đây cũng là một trong những tư thế tác động rất là nhiều và có cái cơ hội hoạt động rất nhiều trong cái cơ hội quan hệ tình cảm. Nếu như các bạn không làm được thì có nghĩa là làm sao? Cái đời sống sinh hoạt tình cảm của các bạn nó không phong phú. Có thể chúng ta nói chuyện rất là hay, đi du lịch rất là nhiều nơi, hiểu am hiểu rất nhiều về những cái sản phẩm đặc biệt, những cái công cụ, những cái phương tiện khác. Nhưng ngay cơ thể của chúng ta còn chưa kích hoạt được hết khoảng 30% toàn bộ những nguồn năng lượng chúng ta có sẵn trong người. Thì các bạn thấy là thiệt thòi không? Chúng ta hướng ngoại nhiều quá. Tất cả những thứ đem lại cho chúng ta niềm vui toàn là những thứ ở phía ngoài thôi. Trong khi đó cơ thể của chúng ta có vô vàn thứ cần được khai phá và khai thác, thì chúng ta không dành thời gian cho nó, đúng không? Các bạn có thể nhìn thấy Kim Toàn đang làm nhé. Động tác rất là căng, đúng không? Trong trường hợp các bạn thực hiện được tư thế động tác này vào cái đời sống sinh hoạt tình cảm của mình đấy, các bạn sẽ trải nghiệm được những thứ cực kỳ bất bình thường. Không tin cứ làm thử, test thử, kiểm tra thử nhé. Tránh cái trường hợp chỉ nâng được tí chân ấy, đem đau, em đau chân lắm, không chịu được. Rồi vào, điệu, xuất ruột, sách việc, có thời gian. Cái học thì không cần học, toàn học cái vớ vẩn. Duy trì, căng, kéo nhiệt tình vào. Càng đau càng căng càng chắc, càng chặt chẽ càng tốt. Siết nhá. Rồi chậm rãi, đổi chân. Không cần phải chúng ta tỏ ra rằng là mình quá giỏi ra trong cái lĩnh vực này. Tuy nhiên ấy, khi các bạn đã có gia đình, Kim Toàn đang xoay quanh những người có gia đình mà tầm độ tuổi khoảng 25, 27 tuổi trở lên, cho đến tầm khoảng 45, 47 đổ xuống, 45 đổ xuống thôi, 47 thì chắc cũng thôi, chẳng cần nữa đó. Ở cái độ tuổi đó đấy, thì tất cả cái sức khỏe sinh sản, sinh lý của các bạn, nó chính là sức khỏe, chứ nó không phải là cái gì đó là bảo bạn ơi mà tôi giỏi cái vấn đề này quá, thì người ta nhìn nhận mình cái ánh mắt nó khác. Các bạn có đi yêu đương gì đâu, các bạn đang dùng sức khỏe của mình để chăm sóc gia đình của mà, chứ không phải chúng ta dùng cái kỹ năng kỹ thuật của chúng ta để đi kiếm tiền đâu, đúng không? Có giống như những người mà ta làm nghề đâu. Hoặc là chúng ta có thể dùng cái kỹ năng kỹ xảo tình cảm tình dục của chúng ta để đi có bạn trai bạn gái ở ngoài luồng đó, đúng không? Chúng ta đang chăm sóc gia đình của mình mà, chúng ta đang sử dụng cái kiến thức của mình rèn luyện rất là vất vả, không hề đơn giản, thậm chí hàng nhiều năm trời, để giúp cho cuộc sống của mình nó có nhiều cái điều thú vị hơn. Chẳng lẽ bây giờ lại chỉ quay đi quẩn lại ăn miếng ngon mà quần áo đẹp, đi một chơi nơi nào đó chơi xa hơn thôi, đúng không? Nâng cấp cơ thể, nâng cấp bản thân, có phải là cứ thế lặp đi lặp lại đâu. Có rất nhiều, rất nhiều niềm vui khác nhau. Và một trong những cái vấn đề mà Sa Tử Cung nó làm rộng cả toàn bộ cái cửa mình của các bạn ra. Thì hiện tại bây giờ mọi người có cái cách phẫu thuật là thu cái gọn cái cửa mình ở phía ngoài cùng đấy nhá. Chứ còn âm hộ, thu cả âm hộ lại thì đầu là phết đấy. Tuy nhiên vẫn rất có rất nhiều là người làm. Nhưng để mà hoàn hảo cũng như khỏe mạnh ấy, thì các bạn phải tập thôi. Mà tập thì vô cùng dễ. Cứ bài tập như này lặp đi lặp lại, ngày này tháng nọ năm kia, cứ lặp đi lặp lại thôi, có khó ở đâu. Khi nào mà các bạn kéo được cái cẳng chân của mình chạm mà chán ấy, xong các bạn thử yêu thử xem, ôi giời ơi luôn như thế này, đúng không? Thậm chí là còn đứt, rút đút vào rồi khỏi rút ra, rồi rất tuyệt vời đó. Rồi buông tay, động tác cuối cùng nhá. Ở đây Kim Toàn chia sẻ là những cái người độ tuổi tầm như nhau, thành ra cái ngôn từ của Kim Toàn cũng sẽ giống các bạn đấy. Tư thế cuối cùng rất là dễ, các bạn co hai cái gót chân của mình này, cố gắng chạm vào mông nhé. Tiếp theo này, ngón tay xoay về phía sau. Ban đầu có thể là khó, nhưng về sau sẽ là dễ dần lên. Bước 1, các bạn đẩy cái hông của mình lên. Bước 2 này, các bạn dùng tay đẩy kéo nhanh ngửa cái đầu mình về sau. Rồi, khi ở đây đấy, thì các bạn sẽ tập trung vào hai việc. Việc thứ nhất này, là khép hai cái cùi chỏ nó song song vào với nhau. Có nghĩa là gọn vào với nhau nhé, chúng ta đừng đẩy lên vội. Còn ai đó cứ đẩy lên được thì cứ đẩy đã, để cho sướng đã. Tiếp theo đó các bạn lại khép hai cái đầu gối lại nó song song với nhau. Nó giống như chúng ta khép hai cái tay song song với nhau đấy. Khi các bạn ngẩng đầu các bạn nhìn thấy ngay đúng không? Hai cái cánh tay, cẳng tay của mình nó phải song song được với nhau. Và các bạn dùng sức khép hai cái đầu gối chân của mình lại. Các bạn thấy nó tức ở mặt trong đầu gối không? Mặt trong cơ đùi, cái cơ đùi nó bám vào đầu gối đấy. Thấy tức nhá.
duy trì nhá. Tư thế này các bạn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần, n lần, thậm chí nhiều ngàn lần, nhiều chục ngàn lần, đúng không? Nếu như các bạn sử dụng được cái nhóm cơ này đấy, thì toàn bộ các đốt sống của đốt thắt lưng được kích hoạt gần như là hết công suất, và toàn bộ hệ thống dây thần kinh điều khiển bộ phận sinh dục của các bạn, nó chạy qua đó, nó sẽ cảm nhận rất là rõ cái sự thay đổi của cơ thể của các bạn. Thành ra sức khỏe sinh lý của sinh sản của các bạn tăng lên ít nhất là 6-7 lần nhé. Đây là cái cam kết của Kim Toàn. Kim Toàn khẳng định với các bạn là điều đó. Phải thấy tức tức ở mặt trên đùi. Rồi, chúng ta có thể hạ xuống nghỉ một lát, sau đó lặp lại một lần nữa. Thoải mái này, buông, nỏng, thư giãn thoải mái. Nghỉ một chút. Chuỗi bài tập này sẽ gồm 30 bài tập. Trong quá trình tập luyện mà các bạn muốn nó gia tốc, thần tốc phục hồi thật nhanh cái vấn đề của mình đấy, tất cả các bệnh liên quan đến sức khỏe sinh sản, sinh dục nữ nhá, sinh lý nữ nhá, tất tật tật luôn đấy, chứ không phải một bệnh đâu. Và Kim Toàn chỉ tập trung vào cái triệu chứng mà bất kỳ ai cũng nhìn thấy là sa tử cung thôi. Các bạn có vướng mắc bất kỳ một vấn đề gì, nó cũng xoay quanh cái vấn đề sa tử cung, chỉ là sa nhiều hay sa ít thôi. Còn khi mà đã đọc tên ra là bệnh sa tử cung rồi, thì có tầm khoảng 10-15% phụ nữ trên toàn lãnh thổ đất nước chúng ta, theo thống kê đấy, là bị bệnh như vậy. Thì có nghĩa là 10 người có hơn 1 người, đúng không? Mà đã tên là sa rồi thì có nghĩa là các bạn nhìn thấy cái cổ tử cung của mình khi các bạn ngồi xuống. Ví dụ các bạn ngồi xổm, xong các bạn đặt cái gương ở phía dưới, các bạn nhìn ngay thấy cái cổ tử cung của mình luôn. Kinh khủng chưa? Nào, tiếp tục lặp lại lần nữa. Ngày này chúng ta sẽ cố gắng để lên được nhá. Rồi, bình tĩnh thôi, bàn chân cũng vậy, bàn tay cũng vậy. Nào, bước 1, đẩy lên, đừng quan trọng hít thở kiểu gì cả, đẩy. Rồi, bình tĩnh, đừng đẩy lên vội. Nào, sắp xếp lại tay chân của mình đi. Cố gắng hai bàn tay song song với nhau, đầu gối cẳng tay song song với nhau, đừng để cái cùi chỏ nó giãn ra. Nếu như chúng ta chưa thực hiện được tư thế này thì đừng đẩy lên vội. Tại vì mục tiêu chúng ta là chăm sóc sức khỏe, chứ mục tiêu của chúng ta không phải là tư thế động tác nhé. Duy trì nhá. Tư thế này mà còn không làm được ấy, thì sức khỏe của bạn rất tệ, cực kỳ tệ luôn. Mà nếu như tiếp tục không nhìn nhận được rằng sức khỏe của mình rất tệ, thì chắc chắn trong tương lai gần ấy, không ai có thể tương tác được tình cảm với mình đâu. Cụ thể này, rất nhiều người bộ phận sinh dục của mình rất là có mùi, rất là khó chịu. Nhưng các cụ nói rồi, dám ai vừa mũi người đấy, mình làm sao mà có thể đấy kinh được cái mùi của mình được, đúng không? Mình có dí mũi đấy, mình ngửi đâu mà mình biết được. Duy trì nhá. Tiếp tục này, tập trung sức vào bắp tay, cánh tay đẩy lên. Rồi, khi đẩy lên rồi đấy, thì các bạn cố gắng giữ càng lâu càng tốt, theo cái sức khỏe của mình đang có nhá. Còn Kim Toàn chỉ hỗ trợ các bạn thôi. Có rất nhiều cách, nó còn đột biến hơn rất là nhiều lần. Nếu như hàng ngày các bạn có thể đấy, rảnh lúc nào làm lúc đó, nằm ở giường một lát mình chơi điện thoại nghịch, ướt một cái có sao đâu, chả làm sao cả, chỉ có tốt thôi, có mất cái gì đâu. 5-10 giây là thành thực hiện xong tư thế rồi, giữ thêm một vài chục giây nữa là xong, đúng không? Không cần phải quá là vi diệu, quá đẹp. Kim Toàn làm tốt lên một chút để động viên các bạn nhé. Rồi, các bạn có thấy rằng là Kim Toàn tay chân chạm hẳn vào nhau không? Vẫn còn tiến được nữa, nhưng chỉ như thế này đã là tuyệt vời lắm rồi. Như thế này các bạn đã hơn người bình thường ít nhất tầm khoảng 4-5 lần nhé. Sức khỏe sinh sản của các bạn, sức khỏe sinh lý của các bạn, đặc biệt là sức khỏe sinh lý đấy, đã khỏe mạnh hơn người bình thường khoảng 4-5 lần. Rồi, hạ xuống thì cũng như cũ thôi. Rồi, rất là tuyệt vời đúng không? Tranh thủ co hai chân của mình lại. Rồi, ôm hai cẳng chân, ép sát vào đồng ngực để thả lỏng, để thư giãn. Rất là dễ, dễ vô cùng đúng không? Rồi, thả lỏng nghỉ ngơi. Trong lúc các bạn thư giãn nghỉ ngơi thì Kim Toàn tổng kết lại giúp các bạn nhé.
tất cả các cái vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản của các bạn ấy và sức khỏe sinh lý đều được phát hiện sớm thông qua cái việc cái cổ tử cung của các bạn nó trôi xuống phía dưới. Và các bạn thì không thể biết được rằng cái cổ tử cung của mình nó trôi xuống dưới bao nhiêu centi. Cụ thể là giả thiết cái cửa mình của các bạn, gọi là cái âm hộ của mình đi, nó dài khoảng 10 cm từ cửa mình cho đến sát cổ tử cung. Nhưng theo thời gian chúng ta không tập luyện gì đấy, kể cả chúng ta vẫn chưa sinh nở lần nào, thì cái cổ tử cung nó do làm sao không có cơ bắp để nâng đỡ, thành ra nó cứ trôi dần xuống theo thời gian. Các bạn hình dung ạ, không có thịt. Nó được làm bằng cái gì chúng ta phải hỏi chấm chứ. Nó không được làm bằng nước ngọt, không được làm bằng cánh gà, chân gà, mà nó được làm bằng đạm. Vậy thì các bạn chỉ cần ăn tăng lượng đạm thôi, thịt cá, đúng không? Tránh trường hợp là mình cứ nghĩ mình là con gái, nó phải dễ thương, nó gắp, nó phải nhẹ nhàng, đúng không? Và Kim Toàn biết rằng là hầu hết người Việt là như vậy đấy. Chưa đến chồng thì cố gắng ăn thật nhẹ nhàng, đơn giản, đúng không? Rồi, dễ thương thì dễ thương thật đấy. Đáng yêu thật đấy. Nhưng đến khi đi đẻ thì chẳng đẻ nổi, đúng không? Chẳng có bầu nổi thì hôi toang. Thà cứ ăn tụp tụp như mấy đứa nó co chân, nó ngồi xổm lên ghế đấy, thì nó lại rất là khỏe mạnh. Oạch phát đẻ ngay, đúng không? Oạch phát bầu luôn. Thì đó là những cái ví dụ gọi là đơn giản, sinh động một chút thôi. Nó chỉ là cái góc nhìn và cái quan điểm của mọi người khác nhau thôi. Các bạn chỉ cần hình dung đơn giản này, cơ thể được của chúng ta được làm bằng cái gì thì nó sẽ cần phải cung cấp cái nguyên liệu đó. Và để muốn chuyển hóa được toàn bộ những cái năng lượng chúng ta ăn vào đấy, thì chúng ta buộc phải tập luyện. Ví dụ như các bạn muốn chuyển hóa toàn bộ những cái năng lượng mà các bạn ăn vào vào bộ phận sinh dục, thì các bạn phải tập luyện vào bộ phận sinh dục. Và thực tế chứng minh nhá, là rất nhiều người thành công, vô vàn người thành công, cụ thể như những người tập gym, họ muốn to cái ngực của mình, đúng không? Thì họ tập vào ngực, họ vẫn ăn uống như vậy thôi, nhưng tập vào ngực thì cái ngực nó to lên, đúng không? Có người thì tập mỗi cái mông thì cái mông nó lại to lên, đúng không? Đấy là thực tế nhá. Và yoga thì là tổng thể, yoga thì tập trung chủ yếu vào cơ tạng, và Kim Toàn cũng chỉ tập trung chủ yếu vào cơ tạng thôi. Tác dụng của nó là phòng chữa bệnh dưỡng sinh, nó rất là bền vững. Chúng ta cũng không chạy theo cái bề ngoài cơ thể của chúng ta nữa, mà chúng ta chạy theo những cái chúng ta khấu hao và sử dụng hàng ngày. Cũng giống như niềm vui, các bạn không cần phải đi du lịch đâu xa, mua còn nhiều quần áo đẹp, mua nhiều nhà, nhiều xe đó. Chúng ta có thể tập luyện để có làm sao trạng thái hình thể của chúng ta tốt hơn, sức khỏe của chúng ta tốt hơn, thần thái chúng ta tốt hơn, tất cả mọi thứ đều tốt hơn. Thì đó cũng là một cái cách làm sao ạ, để tìm được cái niềm vui. Thì cái cách tập yoga cũng vậy, chúng ta không tập trung vào cái vỏ bề ngoài nhiều, mà tập trung chủ yếu vào các cơ quan nội tạng phía trong. Mà chỉ có cơ quan nội tạng phía trong mới đem lại cái sức khỏe cho cá nhân chúng ta đấy nhá. Còn vẻ bề ngoài là chỉ đem lại cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc cho cái người đối diện thôi. Cái người đi cùng chúng ta đấy, cái người đối diện chúng ta đấy, đúng không? Một cô gái xinh đẹp, một chàng trai xinh đẹp ở cái vỏ phía ngoài chắc chắn là sẽ hút được rất nhiều ánh nhìn của rất là nhiều người, nhiều ham muốn, nhiều khao khát của nhiều người, đúng không? Nhưng trong cơ thể của chúng ta nó xuống cấp, dạ dày thì đau, bộ phận sinh dục thì xuống cấp, ai đó tương tác một lần chắc chắn là sẽ chạy tuột xích rồi, chứ còn mất cả dép luôn. Rồi, rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại ở video của buổi ngày tiếp theo nhé.